Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với tiết học mỹ thuật ngày hôm nay. Trước khi học bài, các con sẽ chuẩn bị cho cô sách mỹ thuật lớp 1, giấy vẽ, màu vẽ, sáp màu. Bây giờ, chúng mình cùng xem đoạn video sau. Trong đoạn video trên, con nhìn thấy có hình ảnh gì? Và pháo hoa thường được bắn vào những dịp nào? À đúng rồi các con ạ. Mỗi dịp Tết đến xuân về, các con lại được nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Đó là màn trình diễn bắn pháo hoa đầy màu sắc trong đêm giao thừa. Đó là một nét đẹp văn hóa không thể thiếu được của người dân Việt Nam. Vậy các con có muốn vẽ được một bức tranh đêm pháo hoa theo ý thích của mình không? Cô cho mình cùng tìm hiểu nội dung bài học mới. Chủ đề con người, bài lung linh đêm pháo hoa. Ở tiết học này, các con cần phải đạt được những yêu cầu sau. Học sinh nhận biết được cách sử dụng màu sáp, màu nước để thể hiện nét, hình, màu và đậm nhạt để diễn tả ánh sáng trong tranh. Vẽ được một bức tranh về đêm pháo hoa, nêu được cảm nhận về sáng tối và không gian trong tranh. Bây giờ, cô trò mình cùng tìm hiểu hoạt động 1, khám phá, quan sát hình pháo hoa. Các con cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi: em đã xem bắn pháo hoa khi nào và ở đâu? Em thấy pháo hoa có hình gì? Pháo hoa được tạo ra như thế nào? Và pháo hoa có màu sắc gì? Qua quan sát, các con thấy pháo hoa thường được bắn vào dịp Tết đến xuân về và hầu hết ai cũng thích được ngắm nhìn những màn bắn pháo hoa đầy màu sắc đó. Và pháo hoa thường có dạng hình tròn, hình trái tim, hình bông hoa và được tỏa ra từ một chấm. Màu sắc của pháo hoa thì phong phú và đa dạng, có rất nhiều màu như màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu vàng. Qua hoạt động 1, các con đã tìm hiểu được hình dáng và màu sắc của pháo hoa. Cô cho mình cùng tìm hiểu hoạt động 2, kiến tạo kiến thức, kỹ năng. Ở hoạt động này, các con sẽ tiến hành theo các bước như sau. Bước 1, vẽ một vài chấm lên giấy. Bước 2, vẽ nét tỏa ra các hướng từ chấm. Bây giờ, để các con nắm rõ hơn, chúng mình cùng xem đoạn video cô hướng dẫn nhé. Thank you.
Sau khi tham khảo xong, cô cho chúng mình cùng chuyển sang hoạt động 3, luyện tập sáng tạo. Ở hoạt động này, các con sẽ vẽ cho cô một bức tranh về đêm pháo hoa. Nhưng trước tiên, các con sẽ lưu ý cho cô, khi vẽ bức tranh về hình ảnh pháo hoa, các con nhớ phải vẽ nền trời bằng màu đậm và vẽ thêm cảnh vật cho bức tranh thêm sinh động. Sau khi vẽ xong, các con có thể trưng bày, chia sẻ với người thân trong gia đình mình cảm nhận của con về bức tranh. Con sử dụng nét, chấm, hình, màu, pháo hoa trong tranh được vẽ như thế nào? Ánh sáng trong tranh được tạo bởi các nét nào? Em thấy vẽ pháo hoa có thú vị không? Sau khi hoàn thành bài tập, các con nhờ bố mẹ chụp ảnh rồi gửi cho cô. Cô chúc các con có thật nhiều sản phẩm đẹp và ấn tượng. Giờ học của cô đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những tiết học lần sau.